Chương 19. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đón phạt đại dâm phụ nó, lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: Alleluia. Luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sanh vật bèn mọp xuống thờ lạy Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc sự như tiếng sấm dữ, mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy công bình mà xét đoán và chiến đấu, mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo Ngài, có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra. Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ, tôi mọi, nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt, và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê.